Không biết là quý cô chú chị khách hàng mình đã được nghỉ lễ chưa? Và cô chú chị đã có dự định dẫn gia đình mình đi chơi ở đâu chưa? Hiện tại thì em đang thấy có nhiều cô chú chị ha, nhiều xe từ Đồng Nai, từ Sài Gòn đi đổ về biển Hồ Tràm chơi rất là nhiều anh chị. Thì em Điền cũng xin gửi lời chúc đến cô chú chị có một cái kỳ nghỉ lễ là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình nha. Và thật nhiều sức khỏe anh chị nha. Cũng như mọi ngày em Điền cũng quay video giới thiệu bất động sản tới cô chú chị khách hàng mình. Hôm nay gia chủ mình có gửi, chủ đất có gửi em Điền bán một cái bất động sản nằm ngay trung tâm thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Đây. Thì bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu, chuẩn bị giới thiệu tới đây thì cách cái đường này ha, đường này là đường quốc lộ 55, cách khoảng là 900 mét thôi. Đó. Thì cái tuyến này là tuyến quốc lộ 55 này, vị trí em Điền đang đứng đây là nằm ngay bệnh viện huyện Xuyên Mộc này anh chị, anh chị có thể thấy nè ha. Đó. Và hướng bên này em Điền quay này, đi tới chút xíu thôi. Mình sẽ gặp ngay vòng xoay, đây là vòng xoay bệnh viện nha. Đi thẳng luôn là sẽ mình đi được xuống đường đó Bình Châu này, còn rẽ trái mình sẽ đi được Hòa Hiệp, Hòa Hội, đó là đụng ngay 329 đó chị ha. Còn mình rẽ phải là mình đi đường 27 tháng 4 đó chị. Đường đó thì kinh doanh sầm uất ha, trục đường huyết mạch kinh doanh đó, nói chung mà mọi ngành nghề buôn bán. Còn hướng này mình đi tới chút xíu là mình gặp ngay trung tâm hành chính cũng như là công viên Hồ Bà Tô này đó. Chỗ này là trung tâm huyện anh chị nha. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú chị theo chân em Điền đi vào cái bất động sản. Bất động sản mình thì ngay cái đường đối diện bệnh viện huyện Xuyên Mộc đó chị, mình chạy thẳng vô 900m, đúng 900m là gặp ngay đất mền luôn. Thì cái đường nhánh này thì tương lai sẽ được mở rộng và có vỉa hè nha. Và bất động sản mình thì nằm trên trục đường này luôn. Đó. Nên là tương lai bất động sản mình sẽ được mở rộng đường và có vỉa hè ha. Nên là được gọi là rất là có tiềm năng anh chị ha. Cái lối vào đây thì chỗ này thì dường như là nằm trung tâm hành chính, thì đa số ở phía khu vực này thì đa số cán bộ cơ quan ha và cán bộ cấp cao ở đây hết anh chị ha. Đây, cô chú chị có thể thấy ha, quy hoạch đường lối này kia rất là rõ ràng, nhà san sát rất là đẹp, tòa nhà biệt thự không anh chị ha. Đó, khu vực an ninh. Đây, hiện tại em Điền đã có mặt tại ngay cái vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Đó, dân cư nhà cửa này rất là to ha, hàng xóm láng giềng này, đường xá rộng rãi anh chị. Đường nhựa rộng khoảng đâu đó là 8m ha. Và tương lai bất động sản mình cái tuyến đường này sẽ được mở rộng nữa anh chị nha. Sẽ mở rộng và lấy vô phần bên này ha, và bên này sẽ không lấy vào nữa ha. Đó, nhà cửa xây như thế này, mới xây thì xây như thế này thì cô chú chị đã biết rồi ha. Đó, sẽ lấy rộng vào bên này và sẽ có vỉa hè ha. Đường hiện tại là đường đã rộng rồi ha, mà tương lai lại quy hoạch lại mở rộng thêm nữa ha. Nên là bất động sản mình rất là có lợi ha. Hồi nãy em Điền thì đi từ đây đi vào anh chị ha, đi từ ngay quốc lộ 5 đó đi vào đây, chính xác là 900m nè. Đó. Và cái hướng sau lưng đây mình đi thẳng luôn là mình sẽ đi qua được xã Xuyên Mộc. Thì xã Xuyên Mộc thì đi khoảng vài trăm mét đây là tới rồi. Nói chung là thị trấn mình sẽ giáp với lại xã Xuyên Mộc anh chị ha. Đó, đi khoảng vài trăm mét thôi là tới ha. Đường này là thuộc dạng là đường liên xã luôn anh chị ha. Đường có vạch kẻ làn đường, đường này mới tráng lại đâm ra chưa có vạch kẻ ha, đầu kia có rồi ha. Đó. Và đây, quay lại vấn đề chính, cái bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu nằm ngay đây anh chị ha. Thì bất động sản mình đang có diện tích là ngang 6 này, từ cái cột này qua bên này là 6m và sâu lui là 30 và sẵn có là 60 thổ cư ha, đất ở đô thị. Thì đất mình là vuông vức anh chị ha. Đó. Hiện tại trên đất thì đang cho người ta trồng nhờ bắp ha, tại vì bất động sản mình đang đất trống nên là để không làm gì á, thì người ta xin trồng nhờ bắp. Có thể thấy ha, cái chất đất thì nó loại là đất đỏ pha với cát chút xíu ha. Đó. Chất đất rất là tốt. Thì bất động sản mình thì cái đất thì nó tương đối là bằng phẳng so với đường anh chị. Đó. Nằm chỗ này thì nằm trung tâm rồi. Đó, nói chung là bán kính thì mình
cách đâu đó khoảng một cây số thôi là mình sở hữu được đầy đủ tiện ích tiện nghi rồi ha. Hướng này thì đi đi ra đây ha, thì đi chút xíu là ra ngay chỗ công viên này, hồ Bà Tô này đó, và chợ Xuyên Mộc này, à lộn, xin lỗi chị, chợ Bà Tô ha, và bến xe, nói chung là nhà thuốc này kia vân vân đầy đủ ha, bán kính một cây số thôi. Tại vì vị trí mình thì nằm trung tâm huyện mà, cũng như là trung tâm thị trấn rồi. Đặc biệt gần đây thì bất động sản mình cũng tương đối là gần chợ đêm ha, cũng như là trung tâm thương mại đó. Mình đi hướng này ha, gặp ngã tư, đi chút xíu gặp ngã tư mình rẽ trái nè, mình đi đụng đi ra phát là đụng luôn ha, đụng ngay chợ đêm Xuyên Mộc luôn. Thì em Điền cũng có nói đó, cách bán kính thì khoảng cây số hết ha. Chợ đêm thì đó là trung tâm thương mại chợ đêm mới khởi được vận hành vào cuối năm 2023 đây thôi ha. Đang được gọi là thử nghiệm rồi sau này sẽ lôi kéo những cái anh thương mại lớn về đây ha, giống như sẽ làm giống như Go Bò Rìa vậy anh chị ha. Rất là tiềm năng anh chị. Em Điền xin được báo giá luôn ha, giá bất động sản mình là 1 tỷ 8 nha, tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng ha, giá này cần bán anh chị ha. Cô chú chị nào mà đang có nhu cầu tìm tài chính mà dưới 2 tỷ ha, tìm một cái bất động sản nằm trung tâm thị trấn, muốn an cư lạc nghiệp hoặc là đầu tư mua để dành ha, thì bất động sản này rất là thích hợp luôn anh chị. Bất động sản mình thì đang có hướng là hướng đông nam ha, hướng đông nam, hướng đón gió rất là mát luôn ha. Nói chung là hướng này cái vị trí mình thì cách gần biển nhất là biển Hồ Tràm anh chị ha, cách đâu đó khoảng là 8 cây số 7 cây số thôi, cũng tương đối là gần anh chị. Mình có thể là an cư lạc nghiệp ở đây rồi cuối tuần mình có thể đi biển Hồ Tràm cũng tương đối là gần, mình di chuyển đâu đó 10 phút thôi ha. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ thôi chị, cũng không có xa lắm ha. Cây số thì cách khoảng hơn 100 cây, còn mình đi cao tốc thì đi xuống rất là gần, đi rất là nhanh ha. Tương lai có cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nữa thì đi nhanh nữa anh chị ha, khoảng 1 tiếng rưỡi là tới đây rồi đó. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em đi nha. Cô chú chị nhớ nhé, để lại nút like và subscribe cho kênh em Điền nha, ủng hộ kênh Điền, em Điền sẽ cập nhật những video clip và giới thiệu bất động sản mới nhất tới cô chú chị mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau.